Thôi để em quay lại cho. Ô, có cả wifi. Tự động kết nối luôn hả? Đèn đẹp quá nhỉ? Đẹp cho. Sao chi là chói. Anh có làm gì đấy? Vui ấy. Anh đang tập thể lực. Anh đang tập thể lực. Đi đâu á? Tí lại đấu thầy về. Xin đấu. Đấu cười lần cuối đi em. Không. Rồi mọi người, 2 phút nha. 2 mini. 2 phút một hiệp đây ở đây của anh ta. Đấu ngắn rồi. À. Đấu 2 phút. Và sẽ một hiệp 2 phút và 10 hiệp. Anh đúng rồi. Đấu lúc nào? À, một hiệp 2 phút rồi. Để xem mọi người sức đến đâu. Chúng ta đấu vụ. Thế đấu hình vuông nhỏ về, tôi đâu bất công chạy. Nhanh đòn nhiều. Lùi tí em ơi. Lùi chân. Cái lùi ra ngoài vòng tròn. Ăn đòn ngoan. Rồi, chắc chắn rồi. Đi rõ. Đấm từ đây cho anh đây. Đánh đá dây cho anh đây. Xuống đá đi. Cấm hạ bộ. Cấm sao vậy? Cấm tường này. Đứa nào bị đá vào hạ bộ là được xử thắng luôn. Nhưng, chào. Chú ơi, chú ơi. Đá hậu được xử thắng luôn. Đánh bình tĩnh luôn nha. Anh em, anh em vẫn nhầm rồi. Anh em quay chưa? Ơ, cái này chỉ chụp rồi. Đừng quay. Thế cái máy chỉ dùng để chụp thôi. Ra ngoài sân rồi. Ok luôn chứ. Ui giời. Nhanh quá. Để quay cận cảnh. Bay máy vào. Rồi, 2 điểm cho trưởng. 2 điểm. Ai là trường đấy? Trường là bạn này. Tập trung đấu em ơi. Trường ơi, bạn đấu với cậu tên gì đấy? Ở chỗ hỗ cho bạn đấu với trường. Bước chéo. Kia, để tay mặt đi đấu luôn. Đây là văng tay mặt. Dưới dương hiếp quả. Thay đổi góc quay rồi cao quá. Có thấy họ không? Ô kìa. Thương nhau cuối nào. Đến giờ nhá, bao giờ? Thế nhá. 3 phút rồi. À không, không tính à, lúc ấy là 3 phút. Được rồi. Ôi cái gì? Đá nó luôn. Ôi giời ơi. Mình chưa kịp phải. Đều, hai đều. Cứu lên. Bàn thắng vàng. Cái nhất. Bàn thắng vàng. Tay đấm vàng. Đá vàng. Rồi, hai điểm cho chưa. Ôi giời, mất một cái đẹp. Đấm lại đi, anh bảo hết rồi. Đấm lại đi, chụp lại. Rốt rồi. Tránh bên trái đi. Ui chết. Chẹp chẹp. Tránh bên trái đấm lại là đấy. Để lốp vào. Quay rồi. Hết giờ. Đâm. Đâm vào. Ai knock out người thắng. Tôi đạp chân nó. Có. Đạp cho nó khuỵu chân nữa. Ui. Đây cần quá. Ui. Trời ơi. À đây. Nghiệp. Trường ta. Chào. Không dùng. Trường leo à? Cái gì ấy? Leo à? Chu hạng à? Không. Đã leo lên hạng của... À. Nó ra khỏi chóng cơm đen đỏ. Là sao? Leo hạng á? À?